đang là mình đang ở gắn cái mác đó là Mr. Control đi. Sau khi bước ra từ cái bây giờ vẫn là cái tầm ảnh hưởng vẫn rất là lớn. Thì mọi người sẽ nhìn anh như là mọi người kể cả đồng nghiệp hay là những người yêu mến anh thì sẽ chiêu đủ anh như thế nào? Thì đó, thì mọi người gặp giống như hồi nãy vô thì có chị Nam Thư hay là anh Tú á, gọi hello Mr. Control này, này nọ. Người ta không có gọi bạn bè hay là đồng nghiệp hay là kể cả là những khán giả ở bên ngoài mà gặp toàn là gọi là Control rồi thôi. Ví dụ như ai mà thân thiết lắm thì giống như bình thường thì vẫn cứ gọi là xung nhị bình thường. Nhưng mà đó, giống như hồi nãy vô giỡn hết chơi nhau thì cứ gọi là Control rồi thôi. Đó có phải là cái điều mà ngẫu nhiên hay không, hay là trước cũng đã có cái dự định là nó sẽ có một cái tên như vậy hay là có một cái tên như vậy rồi? Cái này là đã nói là may mắn thì nó tới một cách tự nhiên chứ mình chẳng sắp đặt gì cả. Cái này là tự nhiên thôi. Còn cái việc mà anh sử dụng cái từ ngữ của Phú Yên ấy thì thế nào, anh mong muốn là mình sử dụng cái từ ngữ đấy trong tất cả những tác phẩm của mình hay là do là yêu cầu? Không, thì sẽ không có phải là sử dụng mình sử dụng một cách triệt để ở cái giọng này, có nghĩa là người chỉ dùng nó vào những cái nhân vật mà nó hợp thôi thì mình dùng thôi. Còn ví dụ như những cái nhân vật của Nghị thì thường thường là nhà quê này nọ thì có thể là miền Bắc, miền Tây hoặc là miền Nam, chứ không nhất thiết là phải là miền Trung. Cái mẫu người yêu lý tưởng của anh là thế nào? Mẫu người yêu lý tưởng của Nghị là một mẫu mà phải là con gái thuần Việt á. Nó phải là dịu dàng, nết na một chút, phải nữ tính chút, cá tính cũng được không sao, nhưng mà phải có cái sự trong cái cá tính đó, phải có nữ tính trong đó và nó phải dịu dàng chút xíu, chứ đừng có gọi là bộc trực quá, rồi đừng có đàn ông quá là được. Trước giờ đã có cô gái nào như vậy chưa? Có chứ, tất nhiên là có chứ, mình ở Việt Nam mà mình kiếm những người phụ nữ thuần Việt mà thì rất là dễ. Chừng nào mà tự nhiên hỏi chuyện tình yêu chi trời, tình yêu thì tất nhiên là từ trước tới giờ thì tất nhiên là phải có rồi, chứ không thể nào không có được. Chỉ có chẳng qua là hiện tại thì người đang muốn dành hết thời gian của mình và sức lực của mình để mà tạo dựng cái sự nghiệp trước cái đã. Người cần có một cái chỗ đứng đã, một cái chỗ đứng mà vững chãi thì người mới bắt đầu nghĩ về cái chuyện xa hơn là có gia đình hay là tình yêu chẳng hạn. Sắp tới thì dự định Nghị đang thực hiện cái dự án nào? Sắp tới thì Nghị có một bài hát Nghị rap bằng giọng Phú Yên. Rất là thú vị. Nghị mới thu xong rồi, đã nghe xong rồi. Và hiện tại thì Nghị đang lên cái idea để mà Nghị làm MV. Thì hy vọng là cái MV đó là MV mà Nghị sẽ phát trên cái kênh YouTube của Nghị. Đúng rồi, chính xác, Nghị phát triển trên cái kênh YouTube của Nghị. Đầu tiên sẽ là cái MV đó và tiếp theo MV đó sẽ là một bộ phim về trinh thám hoặc là giang hồ. Nghị đang phân vân giữa hai cái nội dung như vậy. Hy vọng là Nghị ra sản phẩm thì mọi người sẽ ủng hộ Nghị. Và cái sản phẩm này có khi nào mà anh đang muốn sang ca hát hẳn hay là sang hát ngoài hài không? Hiện tại thì Nghị vẫn theo con đường diễn xuất. Còn cái rap thì là cái mà Nghị thích, là Nghị dùng cái đó để Nghị kết hợp vào với cái diễn viên của Nghị là cái giọng Phú Yên đó. Thì Nghị kết hợp vào và Nghị làm một cái sản phẩm này, Nghị tặng cho tất cả những quý vị khán giả thôi, chứ không phải là Nghị lấn sân qua ca sĩ đâu. Khi trước giờ thì nghe thì giọng Phú Yên thì thường người ta sẽ là hơi khó nghe này, và nghe là cũng hơi là chân chất quê hương đấy. Thì bây giờ nhưng mà thường Nghị thì họ mới biết đến Phú Yên nhiều hơn, biết đến cái giọng đấy và cảm thấy là dễ mến hơn. Thì giống như là bản thân mình đã mang cái quê hương đấy nó gần đến với họ người không? Nghị thì Nghị không nghĩ như vậy, nhưng nếu mà quý vị khán giả nghĩ như vậy thì Nghị rất là vui. Bởi vì Nghị cũng thấy là từ lúc mà Nghị diễn những cái tiểu phẩm mà nó mang hơi hướng về Phú Yên, giống như là tiểu phẩm Sống Ảo chẳng hạn, rồi sau đó là Mr. Control, thì mọi người bắt đầu Nghị thấy là trên mạng xã hội á, thì mọi người share về gọi là về Phú Yên nhiều hơn đó. Mà những người giống như có một cái trang quay về Phú Yên thì luôn đưa những cái clip của Xuân Nghị, những cái tiểu phẩm của Xuân Nghị nói giọng đó lên trên đó, và người thấy cái lượng view rất là cao, mọi người rất là ủng hộ. Nghĩa là sắp tới thì có dự định gì đó táo bạo hơn, ngoài ra thì có kết hợp với ai để tạo nên một cái kênh YouTube
Hiện tại thì cái kênh mà Nghị muốn xây dựng là cái kênh Xuân Nghị của Nghị ở trên trên YouTube á, Nghị sẽ làm cho nó lớn mạnh. Còn để nói về kết hợp thì Nghị đã từng kết hợp rồi. Giống như là các bạn có thể biết là Nghị ở trên YouTube thì có nhóm Cà Tưng, có cái phim Giang Hồ Chợ Mới, thì đó là Nghị kết hợp với lại bên đạo diễn với tôi, Nghị làm. Và cái kênh YouTube này thì là cái kênh mà riêng Nghị sẽ là sản xuất, và Nghị cũng sẽ là người đóng chính trong đó. Hiện tại thì có rất là nhiều những kênh YouTube, như thời gian gần đây mọi người phát triển phim trên YouTube rất là nhiều. Thì Nghị có nghĩ là đó là một cái sự cạnh tranh lớn không? Nghị nghĩ đó là một cái sự cạnh tranh lớn. Để mình là người mới bắt đầu làm thì thực sự là Nghị rất là khá băn khoăn về cái việc đó. Nhưng mà Nghị nghĩ là mỗi người có một nét riêng. Kênh YouTube của Nghị sẽ làm theo cái nét riêng của Xuân Nghị, và hy vọng là cái nét riêng đó sẽ dễ tới với khán giả hơn. Ok chưa? Vụ việc xảy ra tại công trình thi công khắc phục máy ta luy tại km 18+800 đến km 20 thuộc đường tỉnh lộ 216 đoạn qua xóm Đà Chia, xã Lương Cang, huyện Thông Đông, tỉnh Cao Bằng. Khi các công nhân đang đấu nối đường dây tra thuốc nổ thì bất ngờ lúc này trời mưa to, không may sét đánh xuống gây tác động mạnh dẫn đến nổ mìn, khiến 3 công nhân gần đó thiệt mạng và 1 công nhân khác nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Tại thời điểm đó là chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng công an, quân đội thực hiện các cái biện pháp bảo vệ hiện trường và báo cáo ra các cái sở ngành của cấp trên. Và cho đến 21 giờ cùng ngày thì đã đưa 3 thi thể về bệnh viện đa khoa huyện để tiến hành khám nghiệm tử thi. Và đến khoảng 0 giờ thì đã hoàn tất cái công việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình để nó hậu sự. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm Lý Giàu Thinh, sinh năm 1983, Triệu Tạ Hinh, sinh năm 1990, Triệu Giang Pham, sinh năm 1997, và một người bị trọng thương là anh Lý Giang Khe, sinh năm 1994. Tất cả các nạn nhân đều cùng ngụ tại huyện Thông Đông. Quý vị thân mến, chắc có lẽ là nhiều hành khách đi trên chuyến xe ngang qua thị trấn Hà Trung của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 19 tháng 8 vừa qua vẫn còn chưa thể quên thời khắc kinh hoàng khi thanh chắn của tàu hỏa bất ngờ xuyên qua cửa kính và đâm thẳng vào phần đầu và đuôi của xe khách. Một vụ tai nạn khó tin mà chúng tôi đã từng đưa tin vài ngày trước. Nguyên nhân được xác định là do tài xế của xe khách đã cúi xuống nghe điện thoại dẫn đến việc mất tay lái và xảy ra sự cố không mong muốn. Và rất may là vụ tai nạn này đã không gây thương vong về người. Thế nhưng thưa quý vị, khi lưu thông trên đường, chỉ cần người tài xế thiếu tập trung, lơ là tay lái chỉ một vài giây thôi là tai nạn đáng tiếc đã hoàn toàn có thể xảy ra, và hậu quả thì thật sự là khó lường trước được. Và cũng liên quan đến vấn đề này thì thưa tất cả quý vị, mới vào chiều hôm qua thôi, phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại địa bàn của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để ghi nhận lại thông tin về vụ tai nạn một chiếc xe ô tô khách đang lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương bất ngờ lao thẳng xuống khoảng đất trũng ven đường khiến cho nhiều hành khách gặp một phen hoảng loạn. Theo lời những người dân có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra tai nạn cho biết, vào khoảng 14 giờ chiều qua ngày 23 tháng 8, vào thời điểm ngoài trời đang có mưa lớn, chiếc xe ô tô khách mang biển số 51B12303 chưa rõ danh tính tài xế điều khiển đang lưu thông trên đường dẫn vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ chiếc xe bị chao đảo, mất kiểm soát rồi lao thẳng xuống vũng đất trũng bên vệ đường. May là người tài xế đã kịp thắng gấp, nếu không thì chiếc xe sẽ tông thẳng vào cột điện nằm ngay trước một nhà dân. Nhiều hành khách hoảng loạn tìm cách xuống xe. Sau vụ tai nạn, phương tiện xe khách đã bị hư hỏng nặng. Ngay sau đó, đội cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành phối hợp cùng công an xã đã kịp thời có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý điều tra nguyên nhân vụ việc. Kính thưa quý vị, những ngày vừa qua, mưa lũ lớn đã gây sạt lở nặng nề tại ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thiệt hại ban đầu tính đến thời điểm này đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình thực tế và những công tác khắc phục của chính quyền cùng với bà con tại vùng xảy ra sạt lở vào sáng nay, ngày 24 tháng 8. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Đây là những cảnh tượng đau lòng mới diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 8 tại ô bao khu 10 thuộc ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự. Áp lực từ nước lũ dâng cao hơn so với bờ đê, kèm theo đó là dòng nước chảy xiết khiến cho một đoạn đê dài khoảng 10 mét đã bị vỡ, làm chia cắt giao thông gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của bà con. Bên cạnh đó, theo ghi nhận của phóng viên, nước lũ đã làm sập hoàn toàn một gốc ao nuôi cá của một hộ dân sống gần đó. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu sau vụ sạt lở là khoảng 400 triệu đồng.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có mặt tại điểm sạt lở, huy động lực lượng để hỗ trợ người dân trong việc lưu thông ngang qua đoạn đường này, đồng thời giúp bà con gia cố lại ao hầm, giảm bớt thiệt hại về tài sản. Kính thưa quý vị, trước tình hình thời tiết diễn biến có phần phức tạp như hiện nay, trong khi đỉnh lũ đang lên nhanh, bà con miền Tây của chúng ta cần phải hết sức lưu ý đề phòng tình trạng mưa lũ sạt lở bất ngờ. Cụ thể thì chúng ta cũng nên chủ động gia cố nhà cửa, ao hầm và chuẩn bị sẵn sàng trong tình trạng phải di dời khẩn cấp để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc do mưa lũ. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác đáng lưu ý liên quan đến môi trường giáo dục. Trong những ngày vừa qua thì dư luận tại thành phố Cần Thơ cũng như cộng đồng mạng đang vô cùng bức xúc trước những hình ảnh như thế này. Được cho là xuất phát từ một trang mạng xã hội của trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Cần Thơ. Vâng, như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là từ một trò chơi giữa sân trường bỗng chốc trở thành một đề tài bàn tán và khiến cho không ít bậc phụ huynh lo ngại cho con em của mình đang theo học tại trường. Hình như là người tổ chức trò chơi đã quên mất câu chuyện về việc xây dựng nét đẹp văn hóa nơi trường học. Đó là điều vô cùng cần thiết cho các em học sinh đang ở độ tuổi khá nhạy cảm với cơ thể và tâm sinh lý. Để hiểu rõ hơn, xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây.